thằng giật mình phanh là ngã ngã đấy. Đúng rồi. Dê mà. Nặng chưa? Lại đứng chỗ chết rồi. Tê như cái chân mà không đá. Chuyển đấy con, anh vào rồi. Đã xuống được một lần xuống tiếp. Mà cứ đứng lom rom đấy nhìn kiểu đéo chả sút. Chính xác. Ngứa mắt. Mà chỉ cần nhảy đáp chân cái là chết ngay chứ cần gì phải thể hiện nhiều là cái gì. Lại đây. Lại tụt xuống. Máu đá rồi tầm này tầm ngầm tôm mấy tiếng đồng hồ rồi chứ ít thì đâu. Mày gặp mùi này gặp mùi khác rỉa lông lâu. Rỉa thật đi chứ. Cái giống rỉa lông mà chim nó đang đấu đấy mình nhả nhục. Đặt bố lồng đi cho xong. Lại tụt xuống giờ không? Hót hót tí lại xuống. Mày mò xuống đây. Đi thuyền thế mới có lạ. Kiểu gì nó đá trộn phạt rồi. Mồi còn quay lưng lại cái đá trộn ngay. Mà con mồi này rất là hay. Đánh thì rất là tốt. Lại bay sang bên này. Cái nước chơi con mồi này em thích cái như này này. Bổi nó xuống gần cái nó gừ gừ cái này. Bổi nó cảm giác yếu yếu. Nó quay đít đi rồi rất hot bên kia. Ừ. Xong rồi đá cho nó quay lại nó sút cho thì tung người đúng không? Bật lông luôn. Chỉ có làm nó kèo quấn với cái chỗ hai con thằng đậu kìa, cả quấn cái chỗ kia này chết luôn. Nói thế thôi, trêu vui chứ kèo quấn vào mất hút. Còn đéo xuống nữa. À đấy, thấy chưa? Được một lần mà. Xuống suốt. Tự tin là xuống liên tục. Mày chết chưa? Chết mẹ đi. Hình như vanh con mẹ nó đấy sao? Rồi, ăn hàng nhá. Cảm ơn mọi người xem clip của Bố Khánh Ninh. Đấy.